Kế tiếp. Ừ. Nữ kia ngồi xuống đây, ngồi bên góc trong kìa. Tên gì con? Ai là số 7? 17, 18, 19, 20 đâu có lên 17 đâu. Con. Thầy đọc đi. Ủa không? Ủa. Việc xâm lên lại là bồi đắp phù sa và hình thành cho thổ độ lớn và màu mỡ, cung cấp nguồn nước dồi dào cho hoạt động sản xuất và lao động của con người. Rồi về. Yeah. 9 điểm. Tiếp. Thấy. Thầy ơi, sau khi con bị trừ điểm là con còn bao nhiêu? Bước lẹ nha, sau 3 giây mà chưa bước lên là 1 điểm đó, trừ điểm đó. Sorry, thầy ơi, sau khi con bị trừ điểm thì con còn bao nhiêu? Trừ điểm rồi mà trừ điểm mạnh quá. Điểm rồi đi về. Bước chỗ đứng, đứng chỗ nào? Chậm trễ nữa. Lẹ đi. Bước xuống dưới. Câu 2, thuộc không? Dạ, chưa. 1 điểm. Dặn về nhà học bài, đi ra kia học đi. Nhìn là biết rồi. Lít, coi đâu. Dắt nó ra trước, dò bài cho thầy. Anh coi, này đẩy đi, để đẩy. Đâu ạ? À? Đi đâu? Giờ đọc đi. Câu 2. Nghĩa, 1 điểm. Cấm trả bài, dò bài, im lặng, nghe chưa? Câu hỏi là gì thầy? Người nào trả xong rồi lo ôn bài đi, tôi gọi tiếp trả câu 3 4 á. Thu không? Thu bài không? Con quên câu hỏi. Đọc cho nó câu hỏi câu số 2 coi. Câu số 2 là ông sông đem lại chuyện gì cho người dân đang cảm thấy sông lưng đem lại những là bồi đắp phù sa. Nghĩa đâu? Linh ghi tên nào nói chuyện chỗ này lấy phấn vàng ghi thầy à. Rồi với Linh ghi thằng Ngô chia đôi ra thằng Ngô cung cấp nước dồi dào cho sản xuất và sinh sản xuất và sinh hoạt của Duy Kiệt. 7 điểm. Rồi đi. Về. Làm gì sang tới sang luôn đây vậy? Rồi đọc. Bồi đắp phù sa hình thành đồng bằng trong thổ rộng lớn và màu mỡ, cung cấp nguồn nước dồi dào dành cho lộn xộn lắm nha, cho 1 điểm nha. Ngồi yên tại chỗ. Con người. Ngồi xuống. Là con đường giao thông huyết mạch giữ. Tường Lâm. Rồi 21 cho đến 30 bước lên, khẩn trương lên. Từ 31 trở lên bắt đầu trả cho tôi câu 4, nghe chưa? 31 trở lên trả câu 4. Nó là thôi, ghi trên bảng đi, 31 trở lên trả câu 4. 21 trả bài tất cả, còn lại ngồi xuống. Số mấy? Bị cương đâu? Để trừ 5 điểm. Ở đây có thấy con đấy cũng không á. Chú sâu dân hai kè đến là số mấy? 1 điểm. Bước ra kia. Tiếp ra coi chỗ cho thằng 21 ngồi. 22 đâu? Ngồi đây. Nghĩa số mấy? 27 đó. Ngồi coi đúng vị trí với tôi nha. 21 không con? Rồi đọc đi, câu 2. Đọc câu hỏi cho nó kìa. Câu 2. Câu 2 xong nên đem lại phục lợi gì cho